Xin chào các em đội bóng thân thương đang theo dõi Cảm Sâu. Ngày hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục đi tìm những câu hỏi vì sao trong bóng đá. Và ngày hôm nay cái câu chuyện mà chúng tôi mang đến cho các bạn là cũng rất thú vị, đó là cái phong tục, gọi là phong tục đi trong giống hoặc kép, cái tục mà đội áo sau trận đấu của các cầu thủ nó xuất phát từ bao giờ và ý nghĩa của việc đội áo này là gì. Chúng ta biết là bóng đá là một thể thao truyền thông điệp, và sau mỗi một trận đấu các cầu thủ sẽ đổi áo đấu với nhau. Có những cầu thủ như là Messi hay là Ronaldo, họ đã từng chơi qua rất nhiều giải đấu lớn, rất nhiều trận cầu lớn trong xuyên suốt cuộc đời của mình. Và Messi thậm chí còn có cả một cái chiếc phòng riêng để mà treo những chiếc áo nổi tiếng, người nổi tiếng cũng có và những cầu thủ vô danh cũng có. Những người đã may mắn đổi được áo với Messi, và Messi đều luôn rất trân quý và đều giữ chúng lại ở một góc phòng của mình. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ đi tìm về tục đổi áo sau mỗi trận đấu nhé. Một chút lịch sử về chuyện đổi áo. Theo tổ chức bóng đá lớn nhất thế giới FIFA, hành động đổi áo cho biết diễn ra lần đầu tiên vào năm 1931 sau trận đấu giữa Pháp và Anh. Pháp là đội chủ động đổi áo trước nhằm đánh dấu chiến thắng vô cùng đậm đà 5-2 trước Tam Sư. Dù đó chỉ là một trận đấu giao hữu bình thường diễn ra trên sân vận động Olympic Yves du Manoir, Colombe, Pháp. Cho đến World Cup 1954 thì hành động đổi áo mới trở nên phổ biến và được đại đa số ủng hộ. Vụ đổi áo nổi tiếng nhất cho tới trước thế kỷ 21 chính là giữa vua bóng đá Pele và trung vệ huyền thoại của tuyển Anh Bobby Moore. Hành động đổi áo sau khi tiếng còi kết thúc trận đấu vang lên ở thời điểm hiện nay đã được xem là điều vốn đổi bình thường với người xem bóng đá. Bất chấp việc có không ít những ý kiến trái chiều, thậm chí là có những người không ủng hộ việc đổi áo, nhất là những trận đấu giữa những đối thủ không đội trời chung như những trận derby hay những đội bóng giàu truyền thống có lịch sử đối đầu lâu đời. Xét theo mặt tích cực về hành động đổi áo, điều này giúp cho các cầu thủ thể hiện sự tôn trọng của mình dành cho những người đồng nghiệp, đồng thời cũng là hành động cảm ơn vì đã mang lại một trận cầu tuyệt vời. Tuy nhiên, hành động này không chỉ diễn ra giữa các cầu thủ thi đấu trên sân, mà các cổ động viên cũng ủng hộ hành động này nhằm thể hiện sự tôn trọng giữa những người cùng xem. Tại vòng chung kết Euro 2012 diễn ra tại Ba Lan và Ukraine, máy quay đã bắt gặp không ít các nhóm cổ động viên đổi áo cho nhau sau khi mỗi trận đấu kết thúc. Hành động này vô tình biến họ trở thành những đại sứ, dù không chính thức hay thông qua bất kỳ giấy tờ nào, nhưng họ chính là những vị đại sứ gần gũi nhất, thân thiết nhất đối với đại đa số người xem môn thể thao vua. Từ đó, UEFA cũng khuyến khích các cổ động viên đến sân nên đẩy mạnh hành động đổi áo nhiều hơn, nhằm tạo nên một bầu không khí bóng đá hòa bình, đồng thuận với tất cả. Thêm vào đó là đẩy mạnh sự đa dạng văn hóa giữa các quốc gia. Bởi vì tuy nằm trong cùng một lục địa và gần như là đa số các nước châu Âu đều tham gia khối EU trừ Anh đã rời khỏi tổ chức lớn nhất châu Âu cách đây vài năm, hiện tượng đó được đặt tên là Brexit, thì mỗi quốc gia đều có một nền văn hóa, phong tục tập quán khác nhau, từ đó ảnh hưởng đến phong cách làm bóng đá cũng trở nên đôi chút khác biệt. Thực ra những dự án nhằm đem lại bóng đá đẹp cũng đã được tổ chức bóng đá lớn nhất châu Âu lên ý tưởng và đi vào thực hiện vào năm 2008, và nó có tên là Respect Project, cụ thể là sau Euro năm đó. Mục đích như Cảm vừa chia sẻ trên, tạo nên một thể thao dành cho tất cả mọi người, không phân biệt giới tính, tôn giáo, sắc tộc, màu da. Chỉ cần bạn yêu thích nó hay đơn giản là muốn thử sức mình về trái bóng, bạn đều có thể tham gia và tận hưởng niềm vui cùng với nó. Tuy nhiên, mãi cho đến kỳ Euro 4 năm sau, dự án mới được phát triển cụ thể hơn và chia làm nhiều mảng nhỏ hơn, bao gồm dự án chống phân biệt chủng tộc, Respect Diversity, dự án hỗ trợ người hâm mộ khuyết tật, Respect Inclusion, dự án nâng cao sức khỏe vật lý, Respect Your Health, và cuối cùng là tăng cường giao lưu văn hóa giữa các cổ động viên hay những thành phố đồng đăng cai một giải đấu, Respect Fan Culture. Cách thực hiện nó ra cũng khá đơn giản, khi những người quay phim sẽ được chỉ đạo là quay nhiều hơn những màn trao đổi áo như những cổ động viên trên khán đài. Mỗi đoạn có độ dài loanh quanh 30 giây, sau đó phát lại chúng vào khoảng thời gian nghỉ giữa hiệp. Thêm vào đó là các ống kính cũng sẽ tập trung vào nhóm những cầu thủ đổi áo cho nhau nhiều hơn, thay vì trước đây là tập trung vào những ngôi sao của trận đấu hay là những man of the match. Thậm chí cách thức đổi áo như thế nào là thể hiện sự tôn trọng cao nhất đối với người đồng nghiệp hay người xem cũng được UEFA là một chương trình để hướng dẫn. Và nhằm tăng tính thuyết phục, chương trình còn có sự góp mặt của 6 đại sứ thuộc dự án Respect, bao gồm tiền đạo Karim Benzema, cựu tiền vệ của AC Milan Clarence Seedorf, cựu thủ thành Manchester United Peter Schmeichel, nữ huấn luyện viên bóng đá người Đức Steffi Jones, cựu trung tay huyền thoại Valuigi Colina, và cuối cùng là cựu huấn luyện viên tuyển quốc gia Thụy Sĩ Otmar Hitzfeld. Hơn thế nữa, nhằm nhân rộng phạm vi của dự án, các cuộc thi đổi áo online cũng được tổ chức bóng đá lớn nhất châu Âu tạo ra. Theo đó, người chơi phải tạo ra một nhóm tham gia trò chơi đổi áo với số lượng lớn nhất trong thời gian quy định. Mỗi người chơi có thể tự do sáng tạo kiểu áo của mình dựa theo mẫu của UEFA,
nhằm thỏa mãn sự sáng tạo cũng như phản ánh chính xác nhất văn hóa, phong tục tập quán của quốc gia bạn. Cuộc thi được biên soạn ra 9 ngôn ngữ được sử dụng phổ biến nhất tại châu Âu và giải thưởng cũng vô cùng hấp dẫn. Những chiến lược truyền thông truyền thống cũng được đẩy mạnh, đơn cử như việc treo những tấm poster với hình ảnh 6 đại sứ mà Cảm vừa nêu ở trên xung quanh những nơi tập trung đông người hay khu vực tổ chức các trận đấu, cụ thể là ở Euro 2012 ở 8 thành phố thuộc Ba Lan và Ukraine. Bên cạnh việc đổi áo ở cuối trận, UEFA còn lập ra bảng xếp hạng các đội bóng chơi Fair Play có tên là UEFA Respect Fair Play Ranking nhằm đánh giá và khuyến khích tinh thần ủng hộ bóng đá đẹp của không chỉ những đội tham gia mà còn là của trọng tài hay những cổ động viên. Tuy nhiên cũng có không ít những ý kiến phản đối hành động này vì cho rằng sau khi thi đấu thì việc trao đổi những chiếc áo toàn mồ hôi của nhau là việc không tôn trọng đối thủ. Hơn thế nữa, khi đổi áo, đồng nghĩa câu lạc bộ của cầu thủ đó phải bỏ tiền ra làm một chiếc áo mới, và đối với một cầu thủ thi đấu ở cấp độ quốc tế thì một chiếc áo thi đấu không hề rẻ. Chưa dừng lại ở đó, diễn biến phức tạp và vô cùng khó lường của dịch Covid-19 còn khiến cho hành động đổi áo càng bị phản đối gay gắt hơn. Theo quy định mới của ban tổ chức Premier League, các câu lạc bộ sẽ bị phạt tiền 5.000 bảng Anh, tương đương 150 triệu đồng nếu như các cầu thủ chủ động xin đổi áo. Các khoản phạt sẽ được đưa ra sau khi nhân viên giải đấu cao nhất xứ sương mù phát hiện bất kỳ hành động đổi áo nào. Câu lạc bộ có cầu thủ chấp nhận yêu cầu đổi áo cũng sẽ bị phạt. Các câu lạc bộ có quyền tự trả khoản tiền phạt đó hay để cho cầu thủ tự trả. Thậm chí, việc đổi áo có thể phần nào tạo ra sự hận thù hay gia tăng cảm giác tiêu cực giữa hai đội và hai quốc gia nổi tiếng nhất đại diện cho những gì mà Cảm vừa nêu ở trên, đó là Anh và Argentina. World Cup 1966, đại diện của châu Âu giành chiến thắng tối thiểu trước đại diện của Nam Mỹ. Tuy nhiên, không khí trên cầu lúc đó là vô cùng căng thẳng và thù địch, và cao trào diễn ra khi huấn luyện viên của Tam Sư khi đó, Alf Ramsey, người đã công khai chỉ trích các cầu thủ xứ Tango sử dụng lối chơi thô bạo. Thậm chí, ông còn tiến tới chỗ các cầu thủ của mình đổi áo với đối phương, cầm chiếc áo của đối thủ và quăng xuống đất. Cũng hành động đó đã trực tiếp tạo nên sự thù địch giữa Anh và Argentina mãi về sau. Mối thù này càng được đẩy lên cao trào qua sự kiện bàn tay của chúa của cố huyền thoại Diego Maradona và tấm thẻ đỏ của David Beckham ở World Cup 98. Sự can thiệp của Alf Ramsey quả thực là một biểu tượng của mối tư thù giữa hai quốc gia. Văn hóa trao đổi được gắn với các chức năng văn hóa, chẳng hạn như củng cố tính đoàn kết xã hội, khẳng định tình bạn và duy trì mối quan hệ đối tác, và Alf Ramsey đã vô tình phá vỡ điều đó. Đó là những phát biểu của giáo sư về xã hội truyền thông và thể thao Đại học Staffordshire, ông Alex Cashmore, nhận xét về hành động của cựu huấn luyện viên người Anh. Một ví dụ rõ hơn về việc tổ chức không đủ kinh phí để cung cấp cho cầu thủ chiếc áo đấu mới chính là tình huống xảy ra khi mà Nadir Harup đã nhận lời mời đổi áo với cựu cầu thủ Cameroon Samuel Eto'o sau vòng loại World Cup giữa cả hai đội. Ngay khi biết tin, Liên đoàn bóng đá Tanzania đã đe dọa rằng Nadir sẽ phải từ bỏ tiền túi làm cho mình một chiếc áo đấu mới do liên đoàn không đủ kinh phí. Cuối cùng, sau một hồi giằng co, họ cũng đã chịu bỏ tiền làm cho cầu thủ này một chiếc áo mới. Bên cạnh ý nghĩa tích cực của hành động đổi áo sau mỗi trận đấu, thì cũng có những ý nghĩa tiêu cực len lỏi ở một trong những nét truyền thống lâu đời nhất của môn thể thao này. Tuy nhiên, với tình hình dịch bệnh ở châu Âu chưa được kiểm soát, mong rằng các cầu thủ sẽ chấp hành tốt nội quy từ ban tổ chức nhằm mang đến một giải đấu an toàn cho cả người tổ chức, các đồng nghiệp của mình và cả cổ động viên.